Sau đây chúng ta cùng nhau đến với các tin tức quốc tế. Thưa quý vị, tính đến 7 giờ 40 phút ngày 15 tháng 2 theo giờ Việt Nam, số nạn nhân thiệt mạng trong trận động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ và Syria đã lên đến gần 40.000 người. Trước thực trạng hàng ngàn tòa nhà sụp đổ, hư hỏng nghiêm trọng, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan đã nêu bật sự cần thiết của việc phải thực thi những quy định nghiêm ngặt nhằm đảm bảo chất lượng cho các công trình xây dựng. Trong bài phát biểu được phát sóng trên truyền hình, Tổng thống Tayyip Erdogan một lần nữa nhấn mạnh đến sức tàn phá, ảnh hưởng nghiêm trọng của trận động đất vừa qua. Thực tế, 98% các tòa nhà bị sụp đổ đều được xây dựng trước năm 1999. Các tòa nhà sụp đổ do động đất là lời nhắc nhở chính phủ về sự cần thiết phải xây dựng các quy định xây dựng chặt chẽ hơn nữa. Nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ cũng thừa nhận những vấn đề trong cách thức ứng phó đầu tiên của chính phủ sau khi động đất xảy ra, đồng thời khẳng định tình hình hiện đang trong tầm kiểm soát. Ông cam kết chính phủ sẽ quyết tâm giải cứu người cuối cùng khỏi các đống đổ nát tại khu vực hứng chịu động đất. Cùng ngày, lực lượng cứu hộ đã giải cứu thêm 9 người sống sót khỏi các đống đổ nát tại Thổ Nhĩ Kỳ. Trong số 9 người trên, có hai anh em ở độ tuổi 17 và 21 ở tỉnh Kahramanmaraş, một người đàn ông và một phụ nữ trẻ ở thành phố Antakya được giải cứu sau hơn 200 giờ bị vùi lấp trong đống đổ nát. Một nhân viên cứu hộ cho biết lực lượng này hy vọng có thể tiếp tục tìm thấy những người còn sống sót dưới đống đổ nát.